Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Kibon TV. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái series mới cũng như là một cái game mới ở trên kênh của mình, đó là game The Fisher Cat. Ok, thì bây giờ mình sẽ chơi luôn nha. Có nhiều bạn biết cái này và có nhiều bạn không biết cái này. Thì đây là một cái tựa game đại khái như là có một con mèo câu cá. Và khi mà mình câu cá thì mình sẽ có cái đồng xu, và cái đồng xu ở bên góc phải màn hình ở trên đó, thì cái đồng xu này có một cái dấu chân của con mèo. Ok, thì mình có nhân vật con mèo nhưng mà mình đã đổi thành con chó rồi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi câu luôn nha. Ok, thì chúng ta có tận hai đảo lận. Mình sẽ chơi đảo thứ nhất nha. Mình sẽ chơi đảo san hô. Ok, mình để nó load Ok, ngày thứ 69. Ok, đây là những con cá rất là bình thường, không có giá trị. Đây, có con cá này có giá trị nè. Đó, còn cá táo 200.000. Các bạn có thấy cái bình oxy ở góc bên trái phía dưới màn hình không? Đó là khi mà mình hết cái bình oxy đó là mình sẽ phải ngoi lên bờ. Đà. Mình sẽ đợi đến quay 4 để có nhiều con cá hơn. Và có sứa nữa nha. Sứa này nếu mà các bạn câu chúng nó thì các mình sẽ bị giật điện và chúng ta sẽ mất rất là nhiều oxy. Ok, có con cá không khí nữa. Mình sẽ bắt con cá không khí nha. Đó. Ok, một chút nếu mà mình câu xong cái này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái vũ khí cũng như là cái bình oxy của mình nha. Ok, đây là những con cá ăn thịt nha. Khi mà mình câu được con cá nào thì con này nó sẽ lại nó ăn con cá đó của mình và nó sẽ không cho mình câu. Ở đây là con cá không khí nè. Đó. Mình câu được con cá không khí là mình sẽ được lên oxy rất là nhiều nha. Đây. Mình câu được rất là nhiều cá, có cá trái tim, rất là nhiều cá, rất là đa dạng. Bắt con này, mình sẽ không để những con cá này nó ăn thịt đâu. Ok. Mình sẽ đánh những cái con này. Ủa, thấy chưa, các bạn có thấy con số chưa, nó giật điện mình á, mình chỉ cần câu đụng nhẹ thôi. Ok, có con cá quảng cáo nè. Ồ, có cá ngừ. Mình sẽ câu cá ngừ nha, cá ngừ rất là nhiều tiền. Không lấy còn một con nữa mà. Đây 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 đây. Ý, rồi luôn. Con cá không khí nè. Ý, chết rồi, con cá ăn thịt bự. Nó ăn con cá không khí của mình rồi. Chết rồi, mình bị giật điện quá trời rồi. Không được rồi, đây là hồi nãy mình có con cá không khí rồi mà cái con ăn thịt này nè, nó ăn mất tiêu của mình cho mình không có được. Đây, mình câu nó luôn đi, dù gì cũng hết oxy mà. Rồi, mình đã hết oxy rồi nha. Nó cho các bạn một là xem quảng cáo, hai là đóng tiền cho nó thì nó sẽ cho các bạn oxy. Ok, thì bây giờ mình sẽ ngồi lên. Ok, chúng ta đi về. Mình câu được 7.000. Ok. Có rất là nhiều cá luôn. Ok. Đây là báo nha. Đây là báo. Ok, mình sẽ vào đây. Mình có thể update được cái này lên. Ok. Đó, mình sẽ giới thiệu cái vũ khí cho các bạn. Đây. Cái này là đầu tiên các bạn vào nó sẽ có được một cái súng một nòng, cái súng ba nòng. Đây là súng một nòng nhưng mà hình như nó chính xác hơn cái kia thì phải á. À, cái này là cái gì ta? Đại đại bác hả? Cái này là đại bác, cái súng đại bác. Cái này là cái cây súng của mình nè. Đây là Warhammer. Cái cây này là cây súng bốn nòng. Đây là cái súng ba tiêu, cái này là súng lưỡi cưa,
Cái này súng tình yêu, Cupid Gun. Đây là súng cá heo. Cái này là súng để cắt cá nè. Súng này là súng ba nòng nhưng mà dài. Đây là súng con mèo. Ok. Cái này là cái bình oxy của mình. Onoma Air Tank. Đầu tiên thì các bạn sẽ có một cái bình oxy, nhưng mà bình oxy rất là yếu. Mình đã nâng cấp lên cấp thứ hai rồi và mình chuẩn bị nâng nó lên cấp thứ ba. Ok, đây là tàu. Tàu này thì các bạn nếu mà nâng cấp lên đó thì nó sẽ cho các bạn qua một cái đảo mới. Mình đã nâng cấp được cái tàu này lên cấp 2 rồi, cho nên mình có hai đảo. Ok, cái này là cái tàu thứ ba nha, mình sẽ cố gắng nâng cấp. Đây là sub item. Có nghĩa là cái này gọi là cái đồ để hỗ trợ các bạn bắt những con cá, những con sứa, những con mực gì đó. Đây là cái này là trái bơm điện. Các bạn có thể quăng nó ở trong một cái diện tích nhất định, thì những cái con cá hoặc là những con mực hoặc là những cái con nào đó mà nó ở trong cái diện tích của cái bơm này á, thì nó có thể điện cái con đó nó đứng yên luôn, nó bất động để cho mình bắt. Còn cái thứ hai là cái mồi, các bạn quăng nó ra cũng giống như một cái diện tích đó, xong rồi những cái con cá đó sẽ lại và ăn cái con mồi. Còn cái thứ ba là cái lưới, và các bạn có thể lấy cái lưới này các bạn bao một lúc là rất là nhiều con cá luôn. Rồi ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi cầu. Đây, có một cái thế giới mới nè. Ok, đây cái thế giới mới, The Fisherman's Dream. Giấc mơ của mèo câu cá. Đây cái thế giới này rất rất là đặc biệt luôn. Mà nó chơi được 53% rồi. Ok, đây là một cái thế giới không trọng lực nha. Các bạn xem nè, mình mỗi lần mình bắn một cái là mình bị nhảy qua chỗ khác nè. Đó, không trọng lực. Và ở đây cái oxy của mình cũng rất là ít luôn á. Đó, có rất là nhiều loại cá rất 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 là lạ luôn. Nhưng mà câu này rất là nhiều tiền, cho nên nó rất là dễ câu. Đây, mình mỗi lần mà có cái sự kiện này là mình rất là thích. Ok. Trời ơi, không trúng con nào hết á. Chết rồi, chết rồi. Ở đây hơi ít cá một chút. Mình phải chờ mới được. Mình chờ qua quay ba luôn đi. Cái này rất là tốn oxy luôn á, tốn cực kỳ tốn luôn. Không có con cá nào hết. Không có con cá nào mà hiếm hết. Rồi, có một con cá mới nè. Nhưng mà mình không oxy rồi, mình phải trồi lên mới được. Đây là hình như là ở trong giấc mơ thì phải. Ok, được 4.000. Như vậy cũng đỡ đi. Ok. Tiếp tục. Mình sẽ cái này. Ok. Cái này có báo nha các bạn. Và đây là cái con cò để mình có thể xem quảng cáo để lấy cái cục sắt này nè. Tạm thời gọi là cục sắt dễ hiểu nha. Ok. Mình hình như là mình có cái mình giết được bao nhiêu con cá thì mình sẽ vào đây để mình nhận cục sắt á. Và cục sắt rất là quan trọng trong cái việc nâng cấp. Đây, con cá hoa sen này mình được nhận nè. Rồi tiếp theo mình sẽ vào thôi mình không vào cái hồ cá đâu, tại vì nếu mà vào đó thì cái máy mình nó rất là lắc, mình sẽ không quay được video cho các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ đi câu tiếp. Mình sẽ câu ở cái đảo thứ hai, Ocean hả? Chắc là vậy. Ok, mình sẽ câu. Được 72% rồi các bạn. Ok. Đây là những cái rất là khác nè. Ở đây thì mình sẽ không chịu được oxy nhiều, bởi vì nó rất là sâu. Ok. Và các bạn có thể thấy con cá kế bên cái quay là cái số cá mà mình bắt được. Và đây là những con sứa. Sứa này cũng rất là khác. Sứa giống như là cái sứa giống như cái dù vậy. Con sứa giống cái dù. Ở dưới đây có ốc nữa nha. Ốc rất là khó bắt. Ồ. Ít con quá. Ở đây này, con cá không khí đây rồi. Ở trong đây vẫn có cá ăn thịt nha. Chỉ là hơi ít hơn bên kia một chút thôi. Ok, mình đang đợi. Đây, những con ốc này có thể mình có thể bắt được nè.
Đây đây đây, con cá ăn thịt đây rồi. Mày phải giết nó mới được. Không biết là nó sẽ ăn hết cá của mình á. Mình không bắt được ốc. Ốc khó bắt quá. Đây 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 đây, đây là những con cá mà mình cần bắt đây. Hồi quá mình không bắt chúng con sứa. Con ốc khó bắt quá. Mình không bắt được con ốc rồi. Thầy, con cá không khí. Chết rồi, chết rồi. Cái con này nó ăn nhiều quá. Chết rồi. Mình còn có một ít oxy thôi. Rồi rồi rồi, có con cá nè mà mình có thể bắt được rồi nè. Bắt con cá này. Ok, mình sẽ không bắt sứa. Rồi, chắc là mình sẽ lên luôn á. Chứ hết đồ để bắt rồi. Ok, mình sẽ lên nha. Ok. Có con cá không khí nó sắp bơi xuống kìa. Ông mình chỉ câu được có 3.000 thôi. Ở bên cái đảo này câu khá là ít cá. Ok. Đây là rất là nhiều báo nè. Ok, thì video này cũng hơi dài rồi. Nếu các bạn thích thì các bạn hãy like, share và subscribe. Đã subscribe rồi có cái chuông bên cạnh, các bạn hãy nhấn vào cái chuông để luôn luôn nhận được thông báo từ video mới nhất của mình nha. Và nếu mà các bạn có ý kiến gì, các bạn hãy xuống xuống bình luận và mình sẽ đọc vào bình luận, đọc bình luận của các bạn và mình sẽ thả tim nha. Còn bây giờ thì bye bye.